mà nó đang ăn hối lộ hoặc là nó đang dự án này dự án ma đó, người dự án ma rồi nhiều lắm cái số đó, thì nó biết là vụ nó đúng nhưng mà nó vẫn nghịch thiên. Đến hôm nay chuyển tiền ở Mỹ gần mấy chục tỷ trong 2 năm nay này. Cho nước Việt bây giờ là không có tiền. Bây giờ con tưởng tượng ai nhà nào người ta cũng có chiếc nhẫn đám cưới mà giờ vàng người ta chôn, chỉ đưa tờ giấy lấy vàng của người ta, thế giống như cướp vậy. Rồi bây giờ bất cứ nhà băng nào của Việt Nam ai có tiền mà đốt vô là không có lấy ra được, cái tờ giấy cũng không có nữa. Thì cách đây 3 tháng khi Minh Kiệt có nói tiền Việt Nam thành tiền giấy thì coi như trúng phần đó rồi, quá trúng luôn. Mà ngày xưa giờ có ai nghĩ ra không, mấy vị nói tiền Việt Nam thành tiền giấy, hôm nay thành tiền giấy thiệt, muốn in nhiều in à, không có bảo chứng không có gì hết. Chưa nói bao cái vụ Bitcoin mình đã nói đừng có đánh, tại mấy ông muốn chuyển tiền qua Mỹ á mà không có bị IOS sau này audit á, chỉ có đi đường Bitcoin, đúng không? Đi qua đây mấy cái thằng bên này nè, chuyển cách này chuyển cách kia, mua nhà trả tiền mặt rồi đó, mấy cái đó. Mỹ này á, mình cầm 100.000 cỡ chủ như hộ có cả tỷ trong tay á, mà đi mua chiếc xe nó còn hỏi tao không mua, tao phải điều tra mày tao mới dám bán á. Tao là chủ cái hãng gì, tao cầm 100.000 tao mua cái cần này có không bán không. Mà cái đường dây bên kia chỉ mà mấy chục tỷ, tụi nó hay thiệt, coi lực trời, coi trời bằng dung,